Công ty Syngenta Việt Nam hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, Tiền Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hội tụ được những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để phát triển vườn cam trái. Đặc biệt thời gian gần đây, mà cụ thể là trong năm 2013, với sự đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ liên kết sản xuất của các nhà khoa học và doanh nghiệp, nhất là sự nỗ lực của chính người nông dân, kinh tế vườn đã có bước phát triển mạnh mẽ, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Trong chương trình cây lành trái ngọt kỳ đặc biệt mừng xuân Giáp Ngọ, với sự đồng hành của công ty Syngenta Việt Nam, chúng tôi có phóng sự điểm qua những nét nổi bật của những giống cây lành cho trái ngọt, tô điểm cho bức tranh kinh tế vườn Tiền Giang trong năm qua.
công ty Syngenta Việt Nam hân hạnh tài trợ chương trình này.